xong không về lại về đúng không? Có ngủ đúng không? CMT luôn đi, phân là CMT tớ dùng bên đây, tớ có dùng tiết kiệm ấy, không thì chắc cũng hết bố rồi. Sợ dùng tiết kiệm sợ đầy, nó có tự đầy lên cái nhỉ. Tớ độc cài phần mềm, tớ độc tải về ODOC ở ODOF ấy chứ. Là trước kia cứ ở xe tải về nha, tiện mà vì nó mặc định mà. Giờ thôi, giờ chỉ chạy phần mềm trên hồ sơ thôi, còn tải về cứ ổ đều ép FG kiểu. Tức là đọc là tức là mình cắm là mình đâu đâu lúc mà cũng nhanh hơn đúng không anh nhỉ? Lốt ứng dụng nhanh hơn hoặc là khi thao tác những cái file lưu lượng lớn ấy nó nhanh. Tớ là tưởng là ví dụ tớ copy từ cũng nhanh, copy cũng nhanh nhưng mà phải tùy cái nguồn nữa. Ví dụ cái nguồn điện thoại cậu nó giới hạn tốc độ thì nó sẽ giới hạn.